bây giờ Hùng đã và Hùng đã đến Nha Trang và bây giờ có gọi điện cho một cô ở Nha Trang và xin ở nhờ nhà cô, và bây giờ thì sẽ gọi điện để vào nhà cô. Con chào cô. Con chào cô. Đây rồi, đến nhà rồi cả nhà nha. Cô nghe bảo nhà cô ở một mình mà rộng thế, sao nhiều xe máy này. Con chào cô. Ui, con nghe bảo cô ở một mình mà nhiều xe máy với nhà rộng này. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ. Cô làm đồ ăn xong hết rồi, bây giờ đi chim chả cá nữa thôi. Không biết cô đói không? Cô chào bọn con, cô có đói không ạ? Đói. Dạ. Đói nãy giờ chờ. Quá trời ơi. Nãy giờ tụi con tới đây ăn nè, đói bụng mà chờ tụi con. Dạ. Cô thấy bọn con có to hơn là trong video. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn, dạ. Và ai cũng thế. Nhỏ hơn. Dạ. Chắc phải chia miếng xong rồi tiếp miếng xong. Chiều miếng mình có thể lên ăn rồi, rồi chờ miếng sau. Bây giờ vừa đến, đang chiên chả cá. Chiên chả cá. Cho mi chiên vô. Hơi tối rồi. Không sao. Đấy, vừa đến nhà, vừa đến nhà cô. Nhà con là chà tá, tá rồi nhiều lắm mọi người. Không tới không? Không tới đâu. Cả nhà ơi, hôm nay Hùng vừa đến nhà cô Quang. Cô Quá. Cô Quá. Vâng. Cô Quá. Cô Quá. Cái gọi là Quá, Quá. Quá. Nhiều quá. Cô Quá. Dạ vâng, được cô làm món cái này là gì cô nhỉ? Cá bề trang kho mặn. Dạ. Cá bề trang kho mặn. Vâng, với lại chả cá chấm cuốn. Cá chấm cuốn rau sống. Rau sống bún. Bún. Vâng, đi cùng có em út của nhà My. Em này tên Vân. Đấy, và bây giờ mời cô chú cả nhà cùng vợ chồng Hồng ăn. Dạ vâng. Cùng ăn. Vâng. Vợ chồng con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ. Món đặc sản của biển Nha Trang. Dạ. Sáng nay là cô dẫn đi sang chợ để đi ăn món mì Quảng của Nha Trang. Mì Quảng của Nha Trang nó có cái khác, đó là nó có cả sứa mọi người. Đây, cái này sứa này. Sứa này, xong rồi trứng cút với thịt này, chả cá này, giò, giò, với lại là đây có một nồi sứa bự. Cái này là nồi nước lèo. Nồi nước lèo nhìn ngon không? Nhìn ngon không mọi người? Đây, và bây giờ mình quay lại ăn đi. Mình được tô rồi, bây giờ mình ngồi mình. Đây đây nhồng, hai vợ chồng Hồng ăn một tô rồi cả nhà nhá. Đây. Một tô này là hai vợ chồng ăn nó. Ăn mỗi mình một tô này ăn no đến trưa luôn đấy. Mỗi người một tô này no đến trưa. Cả nhà thế làm bây giờ mời cả nhà cùng vợ chồng Hồng ăn nhá, một bát chia đôi cả nhà. Ôi người có nhiều người bảo là đi ăn mà hai vợ chồng một bát như này tiền để đâu cho hết, tiền thế mới có tiền mua nhà đấy cả nhà. Cả nhà để đấy, em đi xin miếng nước ạ. Một tô được hai tô này. Xin miếng nước ấy khô lắm, không thích ăn khô. Thôi mời cả nhà, mời cả nhà cùng ăn mì Quảng ở Nha Trang. Tại vì cái này nó có cái khác khác, đó là nó có sứa mọi người. Ở đây nó có nhiều vị nhỉ. Giờ cô mới được ăn sâu nè. Dạ vâng, cô con cũng vừa bắt đầu ngồi đây ăn. Mới bắt đầu ăn hả? Dạ, nhỏ ngồi đây này, cho cô ngồi đây. 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 Dạ. Nó ngon nha. Hello, mọi người. Chào buổi sáng. Nó ngon dạ. Nha mọi người, nó dễ ăn nha mọi người. Dễ ăn không? Ngon không? Cái nước nó ngon lắm á. Hình như trưa qua mình cũng ăn mì nhà đúng không? Mì Quảng mà. Đúng rồi, mì Quảng đó, nhưng mà mì Quảng chỗ nhà sơ là nấu kiểu khác. Còn cái này là mì Quảng Nha Trang khác. Với lại là nó có lạ lạ là nó có cả sứa. Có rồi. Cô đã mua xong rồi không? Cô mua xong rồi, bây giờ cô ăn xong tụi con. Dạ. Đây đây cô thìa. Cái thìa của cô. Cái này con
Quên mất, anh quên gì không? Chưa nặng chanh. Ờ. Nặng chanh không nhỏ? Ăn rồi. Ăn ngon không? Ngon. Ngon quá. Anh ăn thử miếng sứa thử nó như nào. Rồi, ăn nhanh rồi. Mềm. Mày ăn thử miếng sứa. Giòn. Sứa giòn. Nó không có, nó không có tanh đâu mọi người. Vừa ngon vừa rẻ. Dạ. Một tô này khoảng bao nhiêu cô? Tô đó khoảng 3 gram. Dạ. Dạ. Tô cô 25. Mấy 25. Nhiều đồ á. Đây. Rồi, chỗ người ta mới làm á. Chỗ cảng á. Ta mới làm á. Dạ. Ngay cảng luôn. Ở chỗ này tối người ta có cho mình kiểu xuống thuyền để mình câu mực, câu tôm gì không cô? Nếu mình quen. À. Nếu mình quen thì mình xuống. Quen hay là nào, mình... thuyền nào đó. Thuyền nào ta cho mình xuống thì mình xuống. Dạ. À. Cái xa xa cái vòng tròn tròn là Vinpearl. À, Vinpearl. Vinpearl. Yeah. Vòng tròn này là Vinpearl. Là mi đang đi chợ thì nhìn thấy trái này, trái gì đấy? Dâu da. Dâu da ngọc nè, ăn thử đi. Đi mua đi. Cho con dạ. Cái túi cô. Dạ, một con ở nhà cô đối diện gần bên kia đường ạ. À, dạ vâng ạ. Là gì mà cô Quế, là gì của con? Dạ chị quen. Anh nghe cho lên tôi coi mày hai đứa mày rồi đi chợ đi siêu thị đi xe đạp. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Nó bình thường, nó không phải như là mấy người biết tặng đúng không? Dạ. Cho nó biết cái cây. Dạ, con dạ. Dạ. Dạ, con ở nhà con nấu ăn rồi. Dạ, vâng. Quả mềm hay là quả cứng là ngon cô? Quả mềm hay quả cứng là ngon? Quả cứng hả? Quả mềm là nó chua cô? Ngọt, nó ngọt đó. Cho con một ký cô. Gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Cho con một ký thôi cô ạ. Bao tiền nha, 25 hả? À, dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Con gửi cô. Dạ. Dạ. Thôi để sách cho. Dạ vâng, mơ gần ở đây ạ. Ôi, đây này bán cái thịt bò đây nè. Dạ, 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 con cảm ơn cô ạ. Quay, có con không? Dạ. Có con không? Dạ không. Không hả? Dạ. Dễ thương luôn. Ờ, con cảm ơn cô, con chào cô. Chào cô. Vâng, con chào cô. Hôm nay là ngày thứ hai Phụng My ở Nha Trang thì được cô dẫn đi tháp bà, tháp Bonaga của ở Nha Trang ạ. À. Ok, đi. Mời cả nhà cùng theo chân vợ chồng Hùng đi tham quan tháp bà. Hình như là gọi tắt là tháp bà, còn tên là Bonaga, tháp bà Bonaga. Tháp bà Nha Trang. Dạ. Cái tháp bà này thì của người Chăm Ba. Người Chăm Ba. Và có từ thời đạo Hindu là của Phật cái gì? Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo. Ở xung quanh này có cái này của người Chăm. À đây. Như nào nha? Béo cái tay giống vậy á. Trời nắng này sao chụp ảnh ta? Đây là tháp Đông Nam. Đâu? Đây. À. Trước mặt là tháp Đông Nam. Nóng quá.
Ngon quá hả? Rồi mình đi lại đồ các chỗ tháp chính này đi. Cứ đi cái tháp tháp Đông Nam. Tháp Đông Nam này cao 1,7,1 mét. Là tháp nhỏ nhất trong tất cả các tháp. Đây. Đây có cái chỗ đây là em có đây là tháp không? Nam. Về tháp Nam. Em có vào tháp Nam xem có gì trong không? Tháp lớn thứ hai. Tháp lớn thứ hai sau sau tòa tháp chính với độ cao 18 mét. Em có vào tháp Nam này không? Đi vô xem thử đi. Mi hả? Dạ. Cho đâu cô ạ. Tháp này là cao thứ hai so với cái tháp cao nhất là cái tháp thứ hai. Đây đây là tòa tháp chính cả nhà nhé. Là tháp Đông Bắc. Cái này là tháp chính, là tháp cao nhất là với chiều cao là 23 mét. Cao nhất ở trong tất cả. Đâu để xem nè. Cao không? Cao. Và đây nó bằng các cái gạch này, gạch cũ. Ở trên mấy cái đỉnh tháp này là họ sẽ trang trí những cái linh vật như là voi, ngỗng, dê. Là cái hơi hướng tâm linh của tôn giáo ấy. Là những con vật đó là linh vật, gọi là linh vật. Hôm nay thì cô dẫn đi đi tháp bà tham quan. Đây là tháp Tây Bắc, là tháp cao thứ ba trong toàn bộ các tổng thể của tháp. Cao 9 mét. Ở trong các tháp đều có những chỗ để thờ phượng. Tháp nào cũng có chỗ để thờ phượng trong đấy. Đúng rồi. Mình... Còn cảnh xung quanh đây thì rất là đẹp luôn rồi nha. Bên phải mình là núi, còn bên trái mình là biển. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn... Thank you.
Sắp Bà nhìn xuống một bên là núi, bên là biển. Xa xa là cái Mường Thanh thật là to đúng không? Ờ. À. À, có cái cầu bắc qua biển luôn cả nhà kìa. À. Và thì bây giờ thì bọn Hùng đã khám phá hết Tháp Bà. Và bây giờ thì xin chào cả nhà, bọn Hùng về đây. Xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Kết thúc video tại đây. Nóng quá mọi người. Đáng lẽ là đi từ giờ 7 giờ sáng thì nó đẹp hơn. Nhưng mà giờ ở đây nó nắng, nhưng mà kiểu 11 giờ kém rồi. Nắng lắm. Rồi bây giờ bye bye cả nhà. Bye bye.